Tàn Cà mến chào các bạn Tây Ninh ngày 25 tháng 1 năm 2024 Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Ông Bà Tàu Tác giả Ngô Thị Thu Vân Nếu không có cái tật tàu lao bao đồng chuyện thiên hạ Thì thu nhập từ công việc bán vé số mỗi ngày Cộng với trợ cấp thương binh hàng tháng Ông bà Tàu dư sức ăn xài Ở cái xứ Cù Lao cách sông xa chợ này khổ cái nội tật tào lao, nó đã ăn vào máu thịt ông không bỏ được. Lần đó đang cầm sắp vé số, mon men theo con lộ đá, bỗng có một chiếc xe máy chạy dục qua. Ông giật mình ngó ra thấy cái túi xốp đen từ trên xe rơi xuống, nằm lăn lóc trên mặt đường. Đường quyện lị buổi trưa vắng ngắt, lợm cái túi lên, thấy miệng túi buộc rất kỹ. Ông hé mắt nhìn vô, mấy sắp tiền dày cọm mới cáo, được buộc dây thun cứng ngắt. Nhìn theo dệt khói xe, chỉ còn là một giờ xám mờ bám trên con đường. Ông bà quyết định mang túi tiền tới đồn công an thị trấn. Trụ sở công an trống quơ, chú bảo vệ kêu ông ngồi chờ một chút. Một chút của chú bảo vệ đồn công an được tính theo bóng nắng. Khi cái bóng nắng bò dần qua khỏi chân cột cờ ở giữa sân, thì một anh công an trẻ trai lái xe máy xẹt một cái từ cổng vô bãi đậu xe. Anh ta nói với ông mấy câu xả giao rồi lấy giấy viết ra chuẩn bị làm biên bản. Bây giờ ông bà mới lùi cùi mở miệng cái túi tiền, nãy giờ ông vẫn còn ôm khư khư trong tay. Mấy sắp giày cộm tiền âm phủ mới cáo hiện ra. Anh công an cười giả lả dễ hiểu chuyện. Ông bà lúng búng phần trần rồi te tái một hơi ra cổng. Trời tháng 10 chưa cười đã tối nhìn sắp vé số trên tay đã quá giờ sổ. Thiệt tịnh, khi không ôm hơn hai chục tờ vé số lãng xẹt. Ông láp giáp, biết đầu chừng chiều nay vô đặc biệt. Thay kệ, ở hiền gặp lành, làm phải gặp phải. Mỗi lần làm xong một chuyện tào lao thiên tướng mà hiệu quả trớt quớt, ông bà vẫn thường hay lẩm nhẩm như vậy. Nhưng tình bạn trì kỹ giữa ông và con mén thì khác. Nó bắt nguồn cũng từ một câu chuyện tào lao, nhưng đổi lại, ông được rất nhiều thứ. Muốn biết thì phải nghe kể cho tới hết câu chuyện. Số là nhà con mén ở cặp hồng nhà ông. Nó là cặp hồng, nhưng thật ra là cách nhau một gian đồng. Nhà này muốn qua nhà kia, phải đánh một dòng ra lộ đất, rồi mới quẹo trở vô. Năm đó con mén đang học lớp 4, cây hồi ông ba với nó chưa thân lắm, mặc dù cũng là đồng nghiệp. Tháng nó đi học, trưa về tranh thủ bán vé số. Bữa nọ còn mén, bị một anh thanh niên ngoài thị trấn lừa đổi lấy một sắp vé số cũ. Ông bà bỏ bán, dắt nó đi tìm. Thị trấn lành quanh như lòng bàn tay, đi một hồi cũng gặp anh nọ. Chọc ngực áo hắn, ông ba sừng sộ. Thằng kia, ăn mặc bánh bao vậy mà gạt đứa con nít, lấy năm chục tờ vé số hả mày? Con mén nắm tay ông lắc lắc, ông ba, có hai. Ông ba đớp lời con mén. Thầy kệ, kể 50 tờ thôi, còn hai tờ lẻ, bỏ đi con. Tờ nọ cãi lại. Có 20 tờ mà dám nói 50 tờ. Ông ba trừng mắt nhìn nó. Còn cái nữa hả? Giờ trả tiền hay muốn vô đồn công an? sợ lời thôi, tên nọ móc túi trả đủ 50 tờ vé số chờ hắn tà đi khuất, con mén nắm tay ông lắc lắc. Có hai chục tờ, sao ông bắt đền người ta tới năm mươi tờ lận? Ông bà hạ hề. Đối với hạng người đó, xử vậy cho nó chừa. Thôi về, trưa giờ mắc đi kiếm nó, qua giờ sổ số rồi bán buồn gì nữa. Con mén sốt sắn. hỏng ấy con chia cho ông hai mươi ngàn, đền công ông lấy lại dùm con năm mươi tờ giấy số. Ông bà gạt ngang vậy mày. Vậy là từ đó, ông ba với con mén trở thành bạn chí cốt. Cũng kể từ đó, hầu như con mén suốt ngày ở bên nhà ông ba, trừ khi cả hai đi bán hoặc con mén đi học. Mỗi lần qua nhà ông ba, thế nào con mén cũng đem cho ông, khi thì tô canh cải trời nấu hến, khi thì mấy trái chuối xiêm chín hay một chén chè. Cũng có khi nó qua nhờ ông, nứt lại cái rổ xúc bung dành, sửa lại cái khóa cặp đi lờn móc. Nhà con mén chỉ có hai má con, ba nó bỏ đi từ hồi nó còn trong bụng. Cho nên khi thấy cái áo ông ba bị đứt nút hay xước đường chỉ, nó không ngại, lén đem về mượn má nó mai lại giùm Bữa nào ông sổ mũi nhức đầu, con mén ra giường bứt lá nấu cho ông một nồi nước sông. Theo con mén, bạn như vậy mới là bạn chứ, nói thường thì con mén thương ông ba là chắc rồi nhưng ngoài tình thương nó còn ngưỡng mộ sùng bái ông ba một nước với con mén ông ba tao không có cái gì là không biết nó luôn tự hào khoe với đám bạn nó như vậy nhờ có ông ba mà con mén học hành tiến bộ lên thấy rõ môn gì bài nào ông cũng giảng dạy cho nó rành rọt y như thầy giáo có lần con mén hỏi ông bộ hồi đó ông ba là thầy giáo hả thầy bài gì mà xấu quắc như tàu mày không thấy tao đi bán vé số hả sao bài nào ông ba chỉ con cũng trúng hết ráo vậy chứ không lẽ chỉ bài mà chỉ trật mày như chưa đạt được mục đích con mén điều tra tiếp hồi nhỏ ông ba học trường nào mà chắc ông ba học giỏi dữ lắm hả không giỏi gì nhưng cái vụ chống gậy cởi ngỏng, lại ghi đồng, ngồi ghế đài là dứt khoát không bị à ngang. Con mén ngừa ngát, là anh sao ông ba? Ông ba tước cộng lá dừa vẽ mấy con số 1, 2, 3, 4 xuống nền đất rồi biểu con mén dòm coi có giống cây gậy, con ngỏng, ghi đồng xe với cái ghế đài hồn. Sau một hồi quan sát, con mén dỗ đùi cái bếp. Ông bà thí dụ thiệt tài tình, nhất nách luôn nhen. Còn mén khoái chí tủm tiệm cười, quên luôn cái vụ nó tính điều tra coi ông ba là ai. Đây cũng là nhiệm vụ má nó giao cho nó. Không riêng gì hai má con con mén, ở cái xóm cù lao này hầu như không ai biết rõ ràng về thân thế của ông ba. Mùa ô môi năm đó, dân xóm cù lao đi mần giấy tờ trong quỹ ban xã, bỗng thấy xuất hiện một nhân viên tạp dịch lạ quắc không phải người địa phương. Đó là một thanh niên tướng tá cao ráo, coi cũng bảnh bao. Có điều trên trán có một vết lõm tròn sâu, để vừa lọt cái trứng gà. Vết lõm kéo theo đôi mắt của anh, bị lệch ngược lên, khiến cho khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ cao có. Nhưng bù lại, khuôn miệng cười tươi, giọng điệu hóm hỉnh, tính tình nhanh nhẹn sóc phát, luôn nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn bà con khi có việc cần ra quỹ bàn đã giúp anh trở nên gần gũi với mọi người không ai thắc mắc xem anh là ai từ đâu tới chỉ có mấy thím tám ngoài chợ không biết nghe ở đâu mà đồn anh là bạn chiến đấu của ông chủ tịch xã là thương binh nặng không thân thích họ hàng tứ cố vô thần được ông chủ tịch cu mang vì tình đồng đội được không bao lâu do chủ trương cải cách hành chánh không có biên chế cho chức danh tạp dịch anh bị cho thôi việc hội cụ chiến binh xã đã vận động xây cho anh một căn nhà tình thương trên miếng đất cải thiện của hội. Từ đó, anh lấy nghề bán vé số để làm vui, cũng là để phụ thêm vào đồng tiền trợ cấp thương binh hàng tháng. Chính cái nghề đi đó đi đây đã tạo cơ hội cho anh suốt ngày làm những việc tào lao xí đế. Cái tên bà Tào cũng được dân xóm Cù Lao kêu chết danh luôn. Tào ở đây có nghĩa là tào lao tính theo cái tật hay làm chuyện vào đồng của ông mà ra Đi bán về vừa dựng xe đạp vô thiềm ba Chưa kịp mở cửa thì ông ba đã thấy con mén hớt hơ hớt hải Vương bả qua tới Ông ba, ông ba, nhà con có khách. Nhà mày có khách mắc mớ gì tao? Con mén thở hổn hển. Bà đó nói bà kiếm ông ba. Sao mày? Con nói thiệt, bà trên Sài Gòn xuống từ hồi trưa, trong xã chỉ ra đây. Bà nói bà là người quen của ông ba, má con nấu cơm cho bà ăn, chờ ông ba về. Ăn cơm xong, bà qua tới bây giờ. Mày nói thiệt hả? Con mén chỉ tay lên trời, con thề ông bà nắm ngón tay nó bẻ quặt xuống thôi khỏi thề mày còn mén vừa quay lưng dọn bước vừa nói ông chuẩn bị tiếp khách đi con về còn mén về rồi tự nhiên ông ba đâm ra hồi hộp bối rối ông ngó qua nhà con mén chờ đợi tội đội dư tảng cày trứng cá ở góc sân mà đêm đêm ông ba vẫn thường một mình ra ngồi ôm đàn, hát đi hát lại một bản tình ca xa lơ xa lắc. Hai người họ ngồi cạnh bên nhau, không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có tiếng bù tọt ngoài đồng kêu rên rỉ, cùng với tiếng gió thổi mấy tàu lá chuối te dãi lên phành phạch. Trăng mùng mười phả ánh vàng yếu ớt lên đôi mái tóc đã pha xương. Dị dạng ùa về như một cuốn băng tuy cũ kỹ nhưng hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Rồi mái trường sư phạm, bình, tên thật của ông Ba Tàu, hầm hở cầm mảnh bằng tốt nghiệp lợi U đi về phía chiến trường biên giới Tây Nam. Đêm đó là đêm chia tay, trên sân thượng nhà bạn lớp trưởng quay quần bên nhau dưới ánh sáng của 26 ngọn đến hồng là 26 gương mặt trai tài gái sắc của lớp K2C8. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm cung khóc cười hồn nhiên như những đứa trẻ thơ. Bình ôm cây guitar thùng, ngồi điểm đàn cho các bạn hát. Những năm đầu giải phóng, chỉ được phép hát nhạc đỏ như Chiều Mát Cơ Va, Nhát Rân, Cô Gái Sài Gòn đi tải đạn, thay cho khúc tà từ. Cho đến khi giọng hân cất lên, thì không gian bỗng như lắng lại, có nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Điềm trở nên dời dợi, mọi người nén tiếng thở khi giai điệu một bản tình ca cũ trỗi lên. Trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân cây dài bóng mát, anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi cô quê hương mù mịt thuốc súng, anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng, anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về. Trả lời em yêu mối tình dời dợi, ngồi trường thân yêu bạn bè cũ mới. Bài hát này hồi ấy chưa cho phép hát, nên những ca từ diễn tả đúng tâm trạng của người trong cuộc trở nên dằn xé riết trống tâm can hết thảy mọi người. Trong khi giọng hát của Hân còn đang treo lơ lửng, thì tiếng đàn của Bình đã đánh rớt giọt cuối cùng ngọn đèn cao áp phả ra những thứ ánh sáng vàng giọt hắt hiu những ngọn đèn nến sắp tàn cong vên đêm sầu thẳm với Hân, bình chưa bao giờ can đảm nói tiếng yêu nhưng cái cách mà anh lặng lẽ mỗi chiều cuối tuần chậm chậm dòng xe ngang qua ngôi nhà có vàng qua giấy tím chỉ để được trông thấy hân ngồi hông tóc ngoài hiên đã khiến cho ai cũng hiểu và hân cũng hiểu chỉ kịp tới đó thôi thì bình có lệnh nhập ngủ cuộc chiến tranh ngắn ngủi muộn màng, không ai ngờ đã khép lại một trang tình vừa mới mở ra. Mọi người lặng lẽ ra về, cố ý bỏ lại bình và hân trên khoảng sân, sắp tàn những ngọn nến. Không biết từ khi nào hân ngã đầu vào dai bình. Lần đầu tiên nàng biết, tim con trai đập rất nhanh và mạnh, hơi thở con trai phả ấm và rất nồng nàn. Bàn tay con trai đầy ma lực, nụ hôn con trai ngọt và thơm họ bên nhau như thế thật lâu thật lâu cho đến khi hai bàn chân bình úp lên hai bàn chân hân nhẹ nhàng âu yếm tách rộng nó ra thì nàng bắt đầu hoảng sợ dẫu sao thì nàng và bình cũng chỉ mới sơ giao hân hoàn toàn chưa biết gì về gia thế nhà cửa của bình nhưng liền khi đó trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của chiến tranh ra đi và trở về sự sống và cái chết đây là hằng ngoan lành nhắm mắt lại ông bà đặt bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay hân cảm nhận rõ rệt những đường gân chạy dọc trên lưng bàn tay bà. Anh xin lỗi. Bà trả lời ông bằng một câu chuyện khác. Hồi đó em phải lặng lợi dò hỏi khắp nơi, mới biết anh đang ở trại an dưỡng Lộc Ninh. Em tới nơi thì người ta cho biết anh đã đi cách đó một ngày. Chỉ chậm một ngày thôi mà em đã phải mất 25 năm đi tìm anh. Nhưng thật sự chưa bao giờ em nguôi lòng hy vọng cuối cùng ông trời cũng cho em gặp anh. Em vẫn ở chỗ ngôi nhà có vàng hoa giấy tím. Đã có dạo, em không còn ở đó. Cho đến cách nay 10 năm, khi ba má em lần lượt qua đời, hai mẹ con em lại trở về cho đến bây giờ. Trái tim ông bà bỗng thoát lên thở. Hại, hai mẹ con. Dạ, Năm tháng đã phủ lên mái tóc bà một lớp xương pha, nhưng đôi mắt tinh anh ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhìn bà dò xét. Vậy còn ba thằng bé. Họ ngồi cạnh bên nhau, cùng quay về một phía, nên ông không thể nhìn thấy khuôn mặt bà đã đẫm đầy nước mắt, mà nụ cười héo hắt trên môi. Tụi em chì tay nhau khi thằng bé chưa kịp tượng hình. 25 năm rồi đó anh. Lập tức linh tính trong ông chồm dậy. Hình ảnh đêm chia tay 25 năm trước dục hiện ra, trong ngực ông gõ liền hồi. Ông gắn điếu thuốc lên mồi, bật lửa, đốm lửa nhỏ nhoi múa mai chơi với. Bà khùng tay che gió, cái hộp quẹt trên tay ông rung lên bần bật. Bà cười khẽ. Ai đời đốt thuốc mà đi đốt cái đầu lọc? Ông bối rối. Có, có phải. Bà gật đầu, còn chúng mình, em đặt tên nó là Bình Minh. Bà âu yếm lấy tay áo lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt ông. Con trăng đã tàn từ lúc nào, phía trước mặt ông là Bình Minh. Bình Minh như thắp lửa bừng sáng cả một góc trời. Bò tiên còn mẻn quan quang quang ngoài bờ đắp. Ông ba ơi, bữa nay con không có đi học. Ông ba đi bán hồn con chờ. Nó vừa reo vừa chạy ào vô sân, thấy hần nó khựng lại. Ủa, gì con ở đây hả? Ông bà đỡ lời. Gì nào, mày kêu tao bằng ông thì phải kêu đây là bà, hiểu chưa? Nó chậm lại một nhịp rồi gật mạnh. Dạ, con hiểu rồi, bà ba, từ nay có bà, con khỏi canh chừng ông ba nữa. Sao phải canh chừng? Hổng canh bắt công ổng đi tàu. Tàu gì? Còn mẹ vừa quay lưng chạy vừa la lớn. Tàu lao! Tiếng nó vàng xà, trôi dài theo sóng lúa, trên cánh đồng sắp sửa vào mùa gặt. vội mỗi ngày một câu chuyện